Good morning anh em, chào buổi sáng anh em nhé. Và chào mừng anh em đã trở lại với kênh của tớ. Và tớ vẫn là Leo đây. Hello anh em nhé. Câu chuyện hôm nay của con VF3 đó là 1% 3 km là có thật các bạn nhé. Hôm nay mát trời thì mình không bật điều hòa nên là nó được tối ưu. Và cái thứ hai, cái quan trọng là mình đã bật sang Eco chạy. Sau hơn 1 tháng mình chạy Standard thì bây giờ mình chuyển sang Eco. Cái mình muốn chuyển sang Eco từ hôm qua như mình đã chia sẻ đấy, đó chính là cái phanh tái sinh các bạn ạ. Phanh tái sinh nó đã giảm đi này, đấy không, xanh phanh nó sẽ mượt hơn. Chờ chút, phanh tái sinh ở Eco nó mượt hơn và nó không cục xúc như ở Standard. Và cái thứ hai là cái độ kéo ga của nó, cái độ nhảy của chân ga ấy, nó lên rất là từ từ, nên là cảm giác như là nó không bị chồm xe nữa. Nói là chồm xe thôi chứ xe bé này nó cũng không ấy, nhưng mà vẫn vượt xe rồi các bạn nhé. Mình vẫn vượt ở tốc độ cao được. Cái quan trọng nhất đó là cái thời gian di chuyển. Đây là mình không tính bật điều hòa nhé. Hôm nay mình trời mát trời, mình không bật điều hòa. Pin rất là mát này, pin có 29 độ. Mà mình chạy từ lúc 6 giờ kém 15 thì bây giờ là hơn 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 4 mấy phút rồi. Thì mình đã đi được khoảng 67 km tròn nhé. Mình tốn 22% pin, bây giờ nó bắt đầu tụt rồi. Thì tính ra 1% pin của Eco và không bật điều hòa nó rơi vào 3 km các bạn ơi. 3 km đấy. Tức là nếu mà mình không bật điều hòa mà mình bật Eco mình chạy thì một đầy của pin nó sẽ rơi khoảng gần 300 cây. Nghe nó hơi nhức nhói nhở. Gần 300 cây đấy, mà hãng nó công bố có 100 bao nhiêu, 110 cây. Nghe nó hơi lao láo đúng không? Nhưng đó là sự thật các bạn ạ. Nếu còn bật điều hòa thì mình nghĩ là nó chỉ được 2.8 thôi chẳng hạn. À mình cộng đi, 1 tiếng mình cộng thêm 2% của điều hòa, 2% pin của điều hòa đi. Nãy giờ mình chạy cứ gọi là 2 tiếng đi, thì là 22%, mình cộng thêm 4% nữa là 26% pin cho quãng đường là 66 km. 24% của 66, thế là 2 cây mấy, đó là cỡ vài 2.8, 2.7 cây cho 1% pin. Nó vẫn rất là tối ưu cho cái Eco các bạn ạ. Chứ còn chạy Standard của mình thì nó sẽ phải gấp rưỡi. Tức là nó không được 3 cây đâu, nó phải 2.5 thôi cả điều hòa. Nếu mà bật Eco thì nó sẽ là 2.7 đi. Nó chênh nhau khoảng 200m à? Đúng không? Nói chung là nó tiết kiệm hơn, với lại cái chân ga mình nó sẽ đều hơn các bạn ạ. Nó êm ái hơn và quan trọng nhất vẫn là cái phanh tái sinh nó không cục xúc. Thế thôi, đấy là câu chuyện của sáng nay. Thì cái hành trình mình trở về để tí mình xem nào. Lát mình về nhà nó sẽ rơi khoảng 130 mấy cây ấy, để xem hết 30% pin nhé. Pin hàng ngày mình sạc đến mốc của nó chính là 95% các bạn nhé. Anh em hay gặp đồng bọn nhưng mà mới đi một đường rồi. Bác Đỏ ơi, hôm nào cà phê cà pháo nhé. Ai già. Bạn ấy đi mất rồi. Bạn này mình gặp lần thứ hai rồi. Bạn này ở Bắc Ninh này. Bạn có xem video của tớ thì hôm nào hẹn nhau cà phê nhé. Vì sáng nào tớ cũng tầm này ở cái đoạn này. Thế nhá. Cuối ngày rồi anh em ơi. Ây da, mệt mỏi. Trông cái bạn đuôi gì kìa, 60355 kìa. Ông ấy nên nản. Bao nhiêu xe xếp hàng, mình ông nhoi này. Văn hóa là vậy rồi các bạn. Chia sẻ chút là ngày xưa mình ở bên Nhật nó hay lắm. Mình ở bên Nhật cái câu chuyện lấn làn gần như là không có các bạn. Hy hữu lắm mấy cái thằng trẻ trâu nó nhẫn lấn làn chứ. Đã là người Nhật rồi, trưởng thành rồi, gia đình rồi, hoặc là những cái bạn trẻ trẻ mà kiểu nhìn nó trí thức tí ấy, thì gần như là họ xếp hàng. Họ sẵn sàng họ xếp hàng ô tô đi. Và xe máy thì có làn riêng của xe máy nhá. Xe máy có thể lan vào cái này làn trong đi, đấy là việc của xe máy. Còn xe đạp và người đi bộ thì đi trên vỉa hè. Đấy, còn dưới lòng đường này là ô tô xếp hàng tắc đều đầu tắc, cứ chỉ một hàng đi. Bên mà đường bên này có thoáng đấy, mấy thoáng cũng chỉ một làn bên này đi, không bao giờ lan sang làn bên kia. Bởi vì sao? Ý thức họ rất tốt. Cái thứ hai là cái phạt của họ, cái phạt về giao thông bên đấy cực kỳ cao các bạn ạ. Nhiều khi phải 2-3 ngày nương mới hết một cái lần phạt đấy. Đấy, nó đánh nặng kinh tế nên là suy ra là cái ý thức người ta cũng sẽ cẩn thận lên. Đấy là câu chuyện của đường đi bên Nhật nhé các bạn. Ngày xưa bên đấy mình ở bên đấy cũng phải 7 năm đấy. Nhưng mà mình thích mấy cái xe cây ca lắm. Mình cơ bản là cây ca thì nó lại phù hợp cho mấy cái bà nội trợ ở nhà, mấy bà cô người Nhật đấy, gọi là mấy chị người Nhật luôn.
Đấy, Không mình có thấy đi gì hết đón con các thứ ở cửa nó là cửa luồng ấy. Cửa bấm nút cái là nó trượt sang hai ngang ấy. Nhìn bên trong thích, ngồi rộng rãi, mình nhìn đúng xe gia đình thế rồi. Như, như Việt Nam mình thích kiểu sedan không, hoặc là SUV cầm cao. Nhưng mà bên đấy thì mình thích mấy con cây ca hình bao diêm ấy, hình hộp ấy, chuẩn dáng của Vespa bây giờ này. Nhưng mà nó là xe 5 chỗ cơ. Xe 5 chỗ, bên trong cũng nỉ nhá. Không phải là xe nào cũng ra đâu, cũng nỉ như bình thường. Cũng tùy từng xe đắt xe rẻ nhưng mà cái giá tiếp cận nó rất là tốt. Xong rồi còn cửa lùa rộng rồi nóc trần cao đầy đủ tiện nghi, nói chung là cái hàng ghế này này y chang cái xe con vẽ bà luôn, là nhảy sang nhảy lại rất là dễ. Thì bên đấy là họ lái bên tay tay lái nghịch, tay lái ngược và đường đi cũng ngược lại bên này, thì mình thích lắm. Mình thích mấy xe cơ bản là nó rộng rồi cốp to rồi đi nó thoáng đi nó thích. Nhưng mà mấy con đấy mình ngày xưa là mình chưa có bằng lái đâu, mình cũng chưa có được lái. Nên mình nghĩ là con này mà lên cao tốc thì khéo gió nó thổi nó cũng tạt cũng kinh đấy. Nhưng mà đấy là câu chuyện của lên cao tốc, mấy xe đấy nó có cấm lên cao tốc quá đâu. Mấy con bé bé cây ca bé biển vàng ấy, thì nó không cho lên cao tốc thật. Nhưng mà mấy con cây ca to, mấy con mấy chỗ nhỉ, hình như là 7 chỗ 6 ghế gì đấy, 6 chỗ gì đấy vẫn lên cao tốc ầm ầm. Nó thiết kế hay lắm, nhìn thích. Sau cuối cùng về Việt Nam mình nhìn cái con đầu tiên mình nhìn con Mini EV, mình bảo đúng cây ca đấy rồi, nhưng mà cũng chưa hợp gu của mình. Thế nào con Vespa nó xuất hiện, thế là thành xe nhà mình lựa chọn. Cái đợt con Vespa ra mắt là hồi đầu năm đúng không, đầu năm ngoái sao ấy, đúng không, đầu năm ngoái đầu năm nay ta mình xem ở con này nhìn cũng hay đấy, không nghĩ là mua đâu. Thế là đến tháng 6 vừa rồi mình xuống nước, đây là chốt luôn con bé bà chỉ trong luôn nhỉ. Thì tự nhiên đấy nó lại thành cái câu chuyện là với bà nó có phù hợp không. Thì nó phù hợp không thì đại đa số người Việt thì nó sẽ là không phù hợp các bạn ạ. Vì người Việt mình để ý rồi, cái xe người ta thích ấy, nó chỉ là những con sedan đẹp, ngoài ngoại hình phải bắt mắt một tí, hoặc là những cái con SUV cầm cao phải 7 chỗ. Đấy, nó phải nhiều tính năng các thứ này thích. Nhưng mà với cá nhân mình thì không các bạn ạ. Hai vợ chồng mình chỉ cần là nó đáp ứng nhu cầu cho nhà mình là chở được, che nắng được, đi lại được và nó rộng, nó tiết kiệm. Đó, còn đẹp hay không thì cũng không xấu quá đấy. Và cái quan trọng là nó thông dụng hơn. Mình cần thiết những cái thông dụng hơn cho con cái đi nữa các thứ này nó thoải mái hơn. Còn cái về độ ồn các bạn ạ, cái độ ồn thì ai mà chả thích xe đi êm đúng không? Nhưng mà trong cái tầm giá của mình thì mình cũng không chê, mình cũng không cần đòi hỏi là nó ồn hay không. Tức là như ngày xưa các bạn biết, tôi đi từ Spark ấy nó ồn đến mấy, mình chuyển đến con này cũng như con này là êm rồi. Đấy, từ Spark nhảy đến con này là rất là êm rồi. Hôm qua mình có đèo mẹ mình đi mua sắm thì mẹ mình bảo con này đi êm được, ngồi ghế sau là chắc chắn là sẽ đẩy hơn con Spark nhá. Nhưng mà Spark nó cũng đẩy các bạn, bởi vì ngồi trên bánh mà chụp cơ sở nó cũng ngắn. Cái thứ hai là con này lại treo nó treo cứng, lại quay trở lại treo cứng thì con lên thay không thì cũng tùy các bạn thôi, tùy gia đình các bạn, tùy công việc của các bạn và tùy ví tiền của các bạn. Như nhà tớ thì cứ thế này chạy thôi đấy, thấy không. Nó còn đẩy thế này hay đẩy thêm tí nữa thì nó không phải là vấn đề của nhà mình. Đấy, nó đẩy thêm tí nữa thì có thể là mình sẽ giảm tốc độ lại, hoặc là mình đi từ tốn thôi, hoặc là mình xả bớt hơi mình đi đấy. Nó không đến cái mức mà mình phải thế này hay mình phải thế kia hay là mình phải nâng cấp lên, nó không đến mức đấy các bạn ạ. Nó là thuộc dạng là dễ tiếp cận cho người dân Việt Nam và cái thực dụng của nó đang với gia đình mình, nó đang đạt điểm 9 các bạn ạ, đang đạt điểm 9. Cái chê duy nhất của con này đó chính là mình chưa nghĩ ra thế thôi. À anh em ơi, còn một cái điểm lỗi của con này mình phát hiện ra đó là nó đang hơi thấm dầu trục lắp, à, dầu 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 cầu các bạn nhé. Ở bên bánh sau bên phải của mình là nó hơi thấm một tí ở bên phanh như hôm mình chia sẻ đấy. Nên là khả năng xong công việc này mình sẽ cho em nó đi khám bác sĩ phát nhỉ, xem là hãng nó khắc phục thế nào. Và nhưng mà chắc là mình sẽ phải thông báo với sale trước, thông báo sale trước khoảng 1-2 ngày để mình thu xếp công việc rồi hẹn lịch chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ lên đấy. Cái xưởng dịch vụ ở Hải Dương mình thấy nó cũng nhiều việc đấy, cũng nhiều xe nằm ở đấy đấy. Đấy là chưa nói đến cả xe xăng cũng nằm đấy cơ. Đây là để xem nào đã, mình cứ phải xong công việc cho mình đã, mẹ giải quyết cái đống hàng tồn này đã thấy nhá. Câu chuyện của mình hôm nay mình lại đang đi đón cô em dâu của tớ đây. Có gì hay ho về Vespa mình lại update tiếp nhá. Thank you anh em đã xem video của tớ.